Phương pháp tác ý trị bệnh. Tác giả Trưởng lão Thích Thông Lạc. Rồi con hỏi đi. À con muốn hết bệnh phải không con? À thì phải ăn chay. Mà không những ăn chay mà phải còn ăn ngày một bữa nữa. Mà ăn ngày một bữa cũng chưa đủ nữa mà phải giữ tám giới. Mà giữ được không con? Cố gắng. Có ngày mà giữ không được sao? Ngày được là giữ hai ngày. Rồi bắt đầu giữ giới luật được rồi. Là nhờ cái giới luật đó là thiện pháp nó thì sẽ chuyển cái ác pháp của con. Nhưng mà chúng ta phải bằng cái sức tự lực của chúng ta để chuyển nó mấy con. Không? Do đó thì mấy con nhớ nè, cánh tay của mấy con là các con này dùng đẩy xe rồi, phải không? Đẩy xe được mà thì đẩy bệnh cũng phải được chứ, các con hiểu chưa? À, bây giờ một cái chiếc xe đạp, một cái chiếc xe Honda mấy con đẩy được, nó cũng chạy bay thôi, phải không? Thì bệnh nó trong thân mấy con cũng chạy bay chứ sao, cũng lấy nó mà đẩy. Cho nên mấy con nghe thầy dạy nè, bây giờ cái đầu mấy con nhức nè, ví dụ hoặc là cái tay mấy con nhức nè, hoặc là thấp khớp chỗ nào đó, mấy con mới nói họ là vô thường, phải không? Hôm đó sao con không đau mà sao nó đau nhất, tức là vô thường rồi. Thì con nói thọ là vô thường, cái đầu nhất nè phải đi, không có được ở trong thân tao, tao không chấp nhận mày đâu, có phải không? Con nói vậy đi. An tịnh thân hành tội biết tôi đưa tay ra, còn đưa ra. An tịnh thân hành tội biết tôi đưa tay vô, còn đưa vô. An tịnh thân hành tội biết tôi đưa tay ra, còn đưa ra. An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô, con đưa vô. Rồi tay này cũng vậy, tác ý đưa ra vô. Con cứ chú ý đây, đừng có chú ý cái đầu đau, nhớ chưa? Cứ chú ý ở trên cái cánh tay con đưa ra đưa vô thôi. Cứ cố gắng chú ý chừng nào tốt chừng nấy, gọi là nhiếp tâm và an trú tâm ở trên cái hành động đưa tay ra vô. Còn cái tác ý con thì cứ tác ý. An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô. An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô. Các con nói rồi mấy con mới đưa tay nha, chứ đừng có chưa nói mà đưa tay trước thì không được nha. Nhớ kỹ nè, thầy nói cho thấy nè. An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra. Các con thấy thầy đưa cái tay ra chưa? Chưa. Bảo rồi, bây giờ mới đưa ra. Đặng mình chú ý cái tay, phải không? An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô, bây giờ bảo nó vô nè, bây giờ chú ý đưa vô, có đúng không? Nó làm như vậy đó, hễ mình bảo nó rồi thì mình sai. Cho nên vì vậy mà mình đã truyền lệnh cái bệnh đau nó phải hết, mà bây giờ mình chú ý ở trong cánh tay mình đưa ra đưa vô, chứ mình không nhớ cái bệnh. Mặc dù cái đầu đau lắm nhưng mà không nhớ, nhớ cái đưa ra đưa vô, nhớ cái tác ý thôi. Mình nhớ hơi sao nó quên mất, nó quên mất rồi cứ đưa ra đưa vô hơi cái xả ra, cái đầu nó hết đau mất à. Sao nó hay quá vậy mấy con? Tại mình quên mất nó rồi nó hết đau. Còn mấy con cứ không có chỗ mà mấy con quên đó thì nó cứ nhớ nó đau hoài chứ sao? Có đúng không mấy con? Giờ nên cứ làm như vậy thầy đi. Một giờ chưa hết, hai giờ chưa hết, ba giờ chưa hết, làm một ngày luôn. Nhịn ăn cơm làm luôn, đẩy luôn. Cũng như mình đẩy xe, đẩy không nổi thì ráng đẩy hoài, đẩy nó tới chạy thôi. Thì nó chạy mất thì mình nghỉ vậy. Hết đau thì nghỉ gì? À, con cứ làm như vậy đi. Bệnh nào đẩy cũng đi hết. Nhưng mà nhớ thọ bát quan thai giới tám giữ tám giới luôn. Đó là cái nòng cốt, cái cốt lõi của nó để chuyển nhân quả. Còn cái hành động tay của mình đây á, là mình phụ lực để đẩy cho nó nhanh, cho nó mau hơn, chứ không gì hết.